Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học cao phạm. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy thời gian của Timepicker ra và khởi tạo đối tượng calendar. Bây giờ mình sẽ tạo calendar. Tiếp tục mình xuống Android, mình gọi đối tượng calendar ra. calendar.getIntern. Ở đây calendar là nó lấy ngày và giờ hiện tại, nhưng ở đây mình là chưa xét cho nó kiểu giờ hay là kiểu ngày, và mình đang làm ứng dụng là thời gian, cho nên mình chỉ lấy là giờ và phút thôi. Cho nên mình sẽ xét cho calendar chấm xét, làm xét cho calendar chấm how đây và timer chấm get current how calendar chấm xét calendar chấm minute timer.getCurrentMinute. Tiếp tục mình sẽ khai báo kiểu in giờ bằng timer.getCurrentHour là mình lấy được giờ từ timer đó các bạn, in phút bằng timer.getCurrentMinute. Ở đây mình sẽ đổi hai kiểu này thành kiểu chuỗi là string giờ bằng timer.get sorry các bạn, là string.valueOf và chuyển vào đây là giờ string phút bằng string.valueOf phút và mình sẽ gán vào cái test của mình. Ở đây sẽ là cộng giờ cộng cái chuỗi chuyển vào dấu hai chấm, mình sẽ cộng là string phút, ở đây mình sẽ là string giờ. Bây giờ mình sẽ chạy quy trình của mình lên. Bây giờ project của mình đã chạy lên thành công và hiện tại giờ của Timepicker là 2:07. Thì đây mình sẽ nhấn là hẹn giờ, nó sẽ là 14:07. Ví dụ vậy thì nếu mà có người không biết á, là người ta ví dụ người ta đọc 7:14 thì sao? Thì ở đây nếu mà mình sẽ cho là nếu mà 14 giờ thì mình sẽ cho là 2 giờ, và nếu mà cái số phút mà nó nhỏ hơn 10 phút thì mình sẽ cho thêm số 0 để người ta dễ nhận biết. Thì đây mình sẽ xét điều kiện cho nó là nếu mà giờ á mà nó sẽ lớn hơn 12 thì string giờ bằng string.valueOf bằng giờ trừ cho 12. Nếu mà giờ là 13 giờ thì nó sẽ là 1 giờ. Nếu cái phút mà nó nhỏ hơn 10 á thì mình sẽ thêm số 0 trước cho nó là chuyên phút bằng, mình sẽ cộng thêm số 0 đầu tiên cho nó là 0 và cộng thêm cái chuỗi là string value là cái số phút đằng sau là minute là giờ chứ số phút chứ các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy lại lần nữa. Bây giờ là 2:09, mình sẽ nhấn hẹn giờ. Thì đây là 2:09. Thì ở video này mình đã hướng dẫn các bạn thành công khởi tạo calendar, đối tượng calendar và xét kiểu giờ và phút và lấy thời gian từ Timepicker ra. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.